Chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp về ví dụ liên quan đến khoa học while ở trong Java. Thì như chúng ta đã biết, Java là một ngôn ngữ lập trình rất mạnh và bậc cao. Vì vậy, Java hỗ trợ đầy đủ tất cả các loại vòng lặp, trong đó có vòng lặp while. Vòng lặp while là một vòng lặp và chúng ta được sử dụng khi mà chúng ta chưa biết trước số lần lặp, chưa đoán được số lần lặp. Và vòng lặp while thì là một vòng lặp sẽ được thực hiện chừng nào điều kiện của vòng lặp còn đúng. Để minh họa rõ hơn về vòng lặp while thì chúng ta sẽ khảo sát một ví dụ sau đây. Ở đây chúng ta sẽ dùng vòng lặp while để chúng ta in ra giá trị của các biến từ 1 cho đến 10. Trong bài này thì chúng ta khai báo cái biến đếm là y bằng 1. Sau đó là chúng ta sử dụng vòng lặp while để chúng ta thực hiện. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã sử dụng cú pháp của vòng lặp while while, sau đó là điều kiện của vòng lặp. Điều kiện này sẽ được kiểm tra trước mỗi lần lặp. Thì có một cái điều mà tôi muốn góp ý, có một điều mà tôi muốn lưu ý với các bạn, tức là đối với vòng lặp while là điều kiện của vòng lặp sẽ được kiểm tra trước, sau đó thân của vòng lặp mới được thực hiện. Vì vậy, nếu như điều kiện của vòng lặp sai ngay từ đầu hoặc là không thỏa mãn ngay từ đầu thì vòng lặp while có thể sẽ không thực hiện được lần nào. Ở đây chúng ta sẽ in ra giá trị của biến đếm trong vòng lặp. Sau đó chúng ta tăng giá trị biến đếm lên 1. Chúng ta sẽ chạy chương trình để xem kết quả. Thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là đối với vòng lặp while này thì biến đếm là y đã được tăng lên. Thì đấy là cái cú pháp của vòng lặp while. Xin lỗi, tôi phải để cái biến lên trước để tôi chạy lại. Đó, y đã được ở đây, y đã tăng lên từ 1 cho đến 10, đúng không? Thế giả sử bây giờ nếu mà chúng ta làm một cái trường hợp như thế này, nếu như bây giờ chúng ta để cho y bằng 11 thì chúng ta có thể nhìn thấy là điều kiện của lặp while này y nhỏ hơn bằng 10, tức là chừng nào giá trị của y còn nhỏ hơn bằng 10 thì vòng lặp while sẽ còn được thực hiện. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để y bằng 11 thì khi lắp vào vòng lặp thì 11 không thể nhỏ hơn 10 được, vì vậy điều kiện này là sai. Vì thế cho nên là vòng lặp sẽ không thực hiện. Chúng ta sẽ thực thi chương trình. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là đối với vòng lặp while là điều kiện của lặp sẽ được kiểm tra trước, sau đó thì thân của vòng lặp mới được thực hiện. Vì vậy nếu điều kiện sai hoặc là không thỏa mãn ngay từ đầu thì vòng lặp while sẽ không thực hiện được lần nào. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vòng lặp while. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn học tốt.